giới thiệu trận đấu đầu đèo 3 Đô Nguyễn Doãn Dũng của Hiệp hội Vật Kim Bắc mang khố xanh nhất thắng gặp Đô Nguyễn Văn Hải của Bắc Ninh mang khố đỏ xin theo. Mời hai đô vào giữa giới. Hai đô chuẩn bị nghe hiệu lệnh trọng tài chống xe đài. Xin tiếp theo chúng tôi xin của đèo 3.